Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết tổng hợp ngày 25 tháng 8 của kênh VTC14. Thưa quý vị, vùng xoáy thấp gây mưa lớn trên diện rộng ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay đang yếu dần đi. Thay thế vào đó là một rãnh thấp có trục Tây Bắc Đông Nam được thiết lập và vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ. Rãnh thấp này là một hình thế thời tiết tiếp tục duy trì những cơn mưa rào và dông cho khu vực phía Bắc trong đêm nay và ngày mai. Lượng mưa phân bố không đều, vùng mưa lớn vẫn tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền núi như là Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang và Tuyên Quang. Còn tại khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội thì mưa với lượng nhỏ. Do mưa nhiều ngày, bề mặt đất đã bão hòa nước, rất dễ bở rời. Chính vì vậy, tại những vùng xung yếu, khi có mưa tiếp tục thì bà con cần đề phòng hiện tượng sạt lở đất. Ở những khu vực thấp trũng, ven sông suối, cần lưu ý nước lũ dâng cao bất ngờ. Mưa nhiều cũng khiến cho nền nhiệt độ trên các khu vực giảm nhẹ. Thấp nhất đêm nay ở vùng núi dao động trong khoảng từ 21 cho đến 24 độ, ở vùng đồng bằng dao động trong khoảng 23 cho đến 26 độ. Và ban ngày, do trời nhiều mây, mưa xuất hiện gián đoạn cho nên thời tiết cũng mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất hàng ngày ở khu vực vùng núi chỉ từ 26 cho đến 29 độ. Còn vùng đồng bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, thì dao động trong khoảng 30 đến 32 độ. Thưa quý vị và các bạn, ở miền Trung, từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, do ít chịu ảnh hưởng của rãnh thấp nên thời tiết phổ biến chỉ có mưa ở một vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hay là Thừa Thiên Huế chỉ dao động ở mức từ 26 cho đến 28 độ. Ban ngày trời nắng nhưng nền nhiệt độ cao nhất tại khu vực này cũng không quá cao, kể cả các địa phương miền núi phía Tây cũng chỉ trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, ban ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 32 cho đến 34 độ. Chiều tối và đêm, do ảnh hưởng của vùng nhiễu động thời tiết từ phía Biển Đông di chuyển vào đất liền cho nên có thể có xuất hiện mưa rào và dông. Khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời vẫn còn nắng gián đoạn, với nhiệt độ cao nhất tại Kon Tum, Đắk Lắk và các địa phương khác chỉ đạt được trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ thì tuy có nền nhiệt độ cao hơn, nhiệt độ cao nhất tại Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh hay là Cần Thơ, Cà Mau là từ 29 cho đến 32 độ. Đến chiều tối và đêm là lúc gió Tây Nam đã hội tụ đầy đủ các điều kiện nhiệt ẩm cho các đám mây dông phát triển, nên toàn khu vực lại có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Một số nơi ở khu vực Bắc Tây Nguyên như là Kon Tum, Gia Lai và khu vực miền Đông Nam Bộ như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai có lượng mưa tương đối lớn. Người dân sinh sống ven các sông suối và ven biển cần đề phòng hiện tượng sạt lở có thể xảy ra. Còn tại các đô thị thì người dân cần chủ động chọn lộ trình và thời gian thích hợp để về nhà vào chiều tối, vì mưa tại các thành phố lớn rất dễ dẫn tới ngập úng cục bộ, gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó thì việc mang theo ô dù, áo mưa là rất cần thiết để tránh cho cơ thể bị dính nước mưa, rất dễ dẫn tới cảm lạnh hoặc là cúm. Chuyển sang thời tiết biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông thời tiết còn xấu, có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Còn lại thì hầu hết các vùng biển khác, gió thổi đều theo hướng Tây Nam với cường độ trung bình, tình trạng biển tương đối ổn định. Quần đảo Hoàng Sa sẽ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam mạnh cấp 4, cấp 5, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 cho đến 32 độ. Còn tại quần đảo Trường Sa sẽ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa là trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam mạnh cấp 5, nhiệt độ là từ 26 cho đến 32 độ. Xu thế trong 2 đến 3 ngày nữa, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, nhưng lượng mưa có xu hướng giảm dần. Và thưa quý vị và các bạn, mưa sẽ có xu hướng tập trung vào đêm và sáng sớm. Các khu vực khác thời tiết ít thay đổi. Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay đến đây là hết. Chúc quý vị có một buổi tối chủ nhật nhiều niềm vui. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.